mạch test cuộn cảm. Thì cái mạch test cuộn cảm này ở cái phía đầu của nó có một cái cuộn cảm mình dùng để ứng dụng sửa những cái ban là máy bị đột tử, những cái ban sạc, những cái ban mất đèn trên iPhone, iPad. Thì đột tử là sao? Những cái đường nguồn từ C nguồn cấp qua cuộn cảm đến CPU, nó có thể là hở chân CPU mà nguồn cấp sang nó không nhận, có thể là cuộn cảm bị đứt, có thể C nguồn bị hở. Thì để mà test được những cái cuộn cảm thì anh em cấp nguồn vào cho men và mở nguồn lên. Đó. Thì anh em đi test từng cái cuộn một. Anh em đi test từng cái cuộn một. Cái nào đèn sáng là cuộn cảm có dòng điện đi qua. Nghĩa là có dòng điện đi qua thì nó sẽ sinh ra trong từ trường biến thiên, và cái cuộn cảm trên đây, trên cái mạch test cuộn cảm nó có thể thu được cái từ trường biến thiên đấy và nó báo đèn sáng. Thì cái nào đèn không sáng là cái đấy không chạy. Thì đối với cái cuộn cảm trên men iPhone của mình á, khi mà anh em muốn đo đạc nó thì rất là khó. Một là không chọc kim được, hai là nếu mà mình cạo ra mình lấy cuộn cảm nó mất thời gian và cũng rất là rủi ro. Và cái cuộn cảm nó rất là yếu, đụng chạm nhẹ thôi là nó đứt chân rồi. Và trên cái đường sạc, ví dụ đây là hai cuộn, mấy cuộn cảm của đường sạc, khi mình cắm cái cáp sạc vào và mình cấp nguồn sạc vào thì mình mới đo được nó sáng hay không. Và trên trên cái đường đèn cũng vậy, mình có thể test cái cuộn cảm để sửa cái ban đèn. Thì cái này ứng dụng rất là tốt trong những cái việc sửa các cái bàn liên quan tới cuộn cảm. Đó, thì nhớ anh em khi mà test thì anh em phải bấm mở nguồn lên. Thì như cái máy này nó đang ở chế độ debug này, mình đã đủ ổ cứng rồi, mình test này thì các cái cuộn cảm nó chạy. Đó, cái nào không chạy thì là nó bị lỗi, nó bị lỗi cái đường nguồn đấy. Hàng có sẵn tại số 300 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, giá là 350 nhá. Anh em cần thì bốc mình ship toàn quốc.